Kính chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong loạt tin chia sẻ về một số thông tin liên quan đến điều trị đái tháo đường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chủ đề, đó là cách phòng tránh tăng đường huyết ở người bệnh đái tháo đường. Như chúng ta đã biết thì đái tháo đường đặc trưng là bởi tình trạng đường trong máu chúng ta tăng cao. Tình trạng tăng đường huyết này có thể dẫn đến những biến chứng cấp tính hoặc biến chứng mạn tính. Biến chứng cấp tính là một biến chứng mà xảy ra khi mà đường huyết tăng rất cao. Hai biến chứng cấp tính liên quan đái tháo đường mà chúng ta đã biết đó là biến chứng hôn mê tăng các lượng thẩm thấu. Biến chứng thứ hai đó là biến chứng hôn mê nhiễm toan-xê-tôn axit. Khi tình trạng đường huyết trong máu tăng rất cao thì người bệnh có thể dẫn đến những biến chứng này. Đồng thời một số biến chứng không phải liên quan đặc hiệu của đái tháo đường, nhưng tình trạng đường huyết tăng cao cũng sẽ dẫn đến người bệnh dễ mắc. Đó là tình trạng đường huyết tăng cao dẫn đến nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng mô mềm, nhiễm trùng chân, nhiễm trùng thần kinh trung ương, lao phổi và một số nhiễm trùng khác. Những triệu chứng của tăng đường huyết bao gồm tiểu nhiều, khát nước, uống nhiều và sụt cân. Đây là những triệu chứng kinh điển được dùng để chẩn đoán bệnh lý đái tháo đường. Khi một người đã xác định đái tháo đường mà xuất hiện những triệu chứng này, chứng tỏ là đường huyết người đó không được kiểm soát tốt và báo hiệu chúng ta là đường huyết của người này tăng rất cao, cần phải tái khám lại. Khi đường huyết tăng cao quá 250mg/dL dẫn đến tình trạng mất bù chuyển hóa. Tình trạng này gây cho người bệnh có thể rơi vào hai cái biến chứng cấp, đó là biến chứng hôn mê nhiễm toan-xê-tôn và hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. Để điều trị đái tháo đường, ba khía cạnh rất quan trọng đó là sử dụng thuốc, chế độ ăn và tập luyện thể lực. Để phòng ngừa tăng đường huyết thì chúng ta phải lưu ý cả ba yếu tố này. Đó, chúng ta phải tuân theo chế độ ăn đã được bác sĩ hướng dẫn, chế độ vận động thể lực phù hợp. Và thứ ba nữa là tuân theo cái toa thuốc mà bác sĩ điều trị. Đồng thời, khi mà người bệnh đái tháo đường mắc một số bệnh lý kèm theo, ví dụ chúng ta đái tháo đường nhưng mà bị nhiễm Covid-19, chúng ta mắc đái tháo đường mà bị nhiễm sốt xuất huyết, những cái bệnh lý cấp tính hoặc thậm chí là những cái chấn thương xảy ra, thì lúc đó cái tình trạng bệnh mới khởi phát, mới xuất hiện có thể làm cho tình trạng đái tháo đường, tình trạng đường huyết xấu đi. Như vậy trong trường hợp đó chúng ta cần lại tái khám lại để mà điều chỉnh, điều trị cái bệnh lý cấp tính vừa mới xảy ra cũng như là kiểm soát lại tình trạng đái tháo đường. Và một trong những cái phương tiện để chúng ta theo dõi được đường huyết, để chúng ta biết được tình trạng đái tháo đường, tình trạng đường huyết của mình có ổn hay không, đó là máy thử đường huyết cầm tay. Người bệnh đái tháo đường nên trang bị cho mình những cái máy thử đường tại nhà để chúng ta sử dụng trong những trường hợp xảy ra những cái triệu chứng, những cái biến chứng này. Đó là một số thông tin liên quan đến phòng ngừa tăng đường huyết ở người đái tháo đường. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi.